Này mới thấy hàng khủng này. Tiếp. Nát hết. Lá này cứ vứt ra đây tí em nhặt vào cũng được. Khi em nhặt vào thùng không mang về vứt. Cái hôm nay đi gặp một đoàn người thì như là đi chợ. À, Kiếp vào trong khu Thạch Sơn này. Đội đội xuống nhiều lắm. Khu đường biên sơn khu biên sơn đi hôm trước đội đi mấy thằng đi thu đồ đấy. Bị thu đồ á? À? À ý là vào trong rừng cấm á. À? Ừ. Vào trong trường bắn kia nó cấm không? Đấy, cho nó vào trong rừng trường bắn này. Thế là bị thu đồ. Có khi phải đấy nhỉ. Và đây cũng nguy hiểm đấy, của quốc gia, nhà nước ấy. Thấy không? Và thu đồ đến mấy thằng nước vẫn ra nạt rồi. Nhưng mà đây em tìm ở ngoài này, ngoài dân cư này thôi. Chưa vào đến hẳn cái khu người ta bắn như đâu. Biến ong luôn. Kiếp. Hôm nay thấy nhiều hàng nhất à? Hay là tại mấy hôm nay không đi bán không thấy. Nhưng mà hôm nay hết mưa thì chắc là người ta mới bắt đầu đi. À? Ba hôm trước, bốn hôm trước là mưa. Hôm nay cũng nhiều hàng thật. Chưa phải là nhiều. Tí nữa quay cho mọi người xem mấy cái tổ ong cắt lá với ong đất này nhá. Rất là nhiều. Xem của mình có được tầm 3 cân thôi. Hôm nay bóc 8 tổ đấy. 8 tổ. 8 tổ mới được bằng này. Để xem 8 tổ được bao nhiêu cân nào. Ong bé quá. May được 3 tổ là to to một tí. Không nó cứ bé như mấy cái tổ kia thì vẫn còn một tổ ở dưới này. Xong tí cái lá này lấy về vứt. Hết rồi. Cái này trèo cây thôi. Con này là để tiết uống rượu nha. Con này không tiết lộ được. Nó cũng nếu mà chúa thì hàng cấm đấy, con này bình thường thôi. Hàng ông chúa, hàng ấn chúa thì không lấy được. Chúa thì sách đỏ mà. Ừ. Tổ ong đất này không mẩy nhỉ? Ừ, cái tổ ong đất hôm nay xấu, chả được tổ nào đẹp. Tổ ong đất này rất là xấu. Tổ này xấu thật đấy. Nó cứ lồm nhòm thôi. Mỏ vẽ thì nhiều rồi. Nhiều rồi mày lắm. Xem mỏ vẽ. Ông nào cũng được một túi to này. Mấy cân này. Khiếp. Kia một túi to. Đây một túi. Tổ này tổ chân vàng rồi. Ừ đúng rồi, tổ chân vàng. Còn trên kia tổ chân đen. Đây cũng là ong đất nha, ong đất này xấu. Hả? Xấu lắm. Ui rồi. Kiếp. Ai đi bắt được cái tổ chân vàng này. Cái này nhìn cả cái vỏ thì vẫn. Cả cái vỏ tổ đó bằng cái. Và cái thúng đấy, nhìn. Đây tổ này ong chân vàng thôi. Mọi người ạ, tổ này chân vàng. To, hết cỡ luôn. Kiếp. Con nào? Xem của mình nhỉ. Bây giờ biết thế nào được? Thế nào nhỉ? 4,4.
cứng một tí. Vừa nãy cái hai lạng à? Ừ. Cái tính 4/2. 4/2 nhá. 4/2. 4/2. Đi một ngày hôm nay ngày được nhiều nhất đấy. Ngày hôm nay 4/2. Mình thấy có hai tổ lên nhưng mà lên tìm không thấy, vì cao quá. Giá bao nhiêu hôm nay? Bảy trăm năm mười sáu nghìn. Thế là ông cắt lá ông chân vàng này cũng 180 hết rồi không? Ông cắt lá chân vàng đây, tổ ông cắt lá này khủng nhờ. Tổ này mấy cân nhỉ? Gần 6 cân. Kiếp review cái tổ ong cắt lá cho mọi người xem. Gần 6 cân. Còn đây tổ ong chân vàng. Tổ ong chân vàng này là lập kỷ lục rồi. Quá to luôn. Phải nói là lâu ấy, đây cũng là ong chân vàng nhưng mà tổ này nó bé nhưng mà nó mẩy, mẩy hơn tổ này. Tổ này to nhưng mà không mẩy được bằng tổ này. Còn đây ong vỏ vẽ, ong đất này. 750.000, chứa mất 6.000. Được rồi. Hai bác, điểm muộn này, bây giờ cũng mới mang ong về bán này. Tổ chân vàng cũng đẹp đấy nhỉ. Cái này là anh nhòm thấy là câu thấy hay là lấy nước à? Cái tổ chân vàng tìm thấy thôi. Tìm thấy xoay thấy thôi. Đấy, xoay thấy cũng ổn đấy nhỉ. Tòa tháp. Sâu thế. Dùng mình tối nay mà lên bắt thì còn áo mà không chắc chắn thì phải nói khiếp, nó bầu nó đãi rồi xuống phải 100 mét đuổi ấy. Nhờ thế nó được 2 cân 7 nhỉ, nhìn một túi đi. Thế nó không bảy ám nào đấy.